Rồng Channel mời toàn thể đại gia đình chúng ta cùng đồng hành với Đức Trạch Channel. Chúng ta sẽ thưởng lãm cảnh núi rừng của khu vực Đông Bắc. Kính thưa đại gia đình thân mến, thì hiện tại Đức Trạch Channel vừa kết thúc tuyến đường Nội Bài Thái Nguyên khoảng hơn 60 cây số từ ở khu vực của trung tâm Nội Bài đến với Thái Nguyên. Và vừa kết thúc tuyến đường này là ngay chỗ khu vực của Phú Lương, còn nằm ở địa phận của tỉnh Thái Nguyên, nơi giao nhau giữa Thái Nguyên với Bắc Cạn. Và ngay khu vực này thì còn cách trung tâm thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn khoảng 80 cây số. Và kết thúc cái khu vực của cao tốc Nội Bài Thái Nguyên đó thì là đã bước qua cái địa phận của tỉnh Bắc Cạn rồi, thì nối tiếp tuyến đường này. Tuyến đường này để đi về là Bắc Cạn, đó là tuyến đường mà được gọi là Thái Nguyên Chợ Mới. Và ở đây thì còn cách Bắc Cạn khoảng 80 cây số nha. Cho nên là bây giờ xin mời toàn thể quý vị các bạn cùng đồng hành cũng như là thưởng lãm cảnh trí núi rừng Đông Bắc với Đức Trạch Channel ở cái cung đường được gọi là Thái Nguyên Chợ Mới này. Đây là cảnh núi rừng rất là đẹp. Hai bên đường thì những người ở đây người ta trồng ngô, người ta trồng bắp, rồi người ta làm lúa và người ta có trồng chè, có trồng trà. Tuy nhiên thì ở phía sau những dãy núi này thì có nhiều cái vườn chè, vườn trà hơn. Bởi vì cái chè, cái trà thì trồng được ở vùng sườn núi, không cần phải nhiều mặt bằng phẳng hay là cần phải nhiều nước để tưới tiêu. Cho nên là ở ngay mặt đường này thì vẫn còn là mặt bằng, nên người ta tận dụng cái mặt bằng này để người ta trồng lúa. Còn phía sau đó thì có nhiều cái vườn chè, vườn trà nhiều hơn. Bây giờ đã bước qua địa phận của tỉnh Bắc Cạn và cái huyện đầu tiên đây là huyện Chợ Mới. Chính vì thế là cái tuyến đường đang đi đây là được mang tên là Thái Nguyên Chợ Mới. Bắc Cạn thì chúng ta có những cái bánh, những cái đặc sản, những cái sản vật mà chúng ta thể dùng ở đây. Thí dụ như là ở đây người ta có dùng bánh củ chuối nè, hay là người ta dùng bánh trứng kiến nè, người ta dùng rau bò khai nè, hay là người ta dùng dùng khâu nhục nè, rồi người ta uống rượu thì có rượu men lá nè, rượu chuối hột rừng nè, rượu táo mèo nè, vân vân. Đó là những cái đặc sản thường thấy ở tại khu vực của Bắc Cạn. Còn khi mà đi vô Hồ Ba Bể thì có những đặc sản của hồ, thí dụ như là cá nướng, tôm nướng, thì ở đây là có cá đầu nhọn nè, có trên cái hồ nước ngọt của Ba Bể ở khu vực nước trong. Đây một cái cung đường rất là đẹp, hai bên họ trồng lúa ngô và ở đây thì họ cũng trồng rất là nhiều cây keo, cây bạch đàn, cây trầm lanh, những cái loại cây mà dùng để làm giấy và ván ép. Như chúng ta thấy rằng là
ở những video trước cũng như là hai bên đường thì có những chỗ mà người ta phơi ván, do là như Đức Phúc Trần Channel đã có dịp chia sẻ chúng ta là ở Việt Nam chúng ta trồng cây, thì sau khi trồng xong thì chúng ta có một cái loại máy để chúng ta cưa những cái cây này ra và cưa theo cái về vòng tròn. Khi chưa vòng tròn xong thì những cái người này người ta phải mở cái tấm ván, tấm cây đó cưa ra để họ phơi cho nó thẳng, và khi phơi thẳng xong thì họ chất lại và họ xuất sang Trung Quốc, và ở bên Trung Quốc họ có một cái máy để họ ép thành cái ván ép, và khi đó họ xuất trở lại những cái nước mà có nhu cầu, giống như Việt Nam chúng ta thì phải nhập lại những cái ván ép này. Tức là chúng ta trồng cây thô trước, sau đó chúng ta cưa ra thành phẩm và chúng ta phơi xong rồi mới xuất sang Trung Quốc, và bên Trung Quốc họ có một cái máy đó để ép những cái tấm này lại trở thành một cái tấm ván ép với có nhiều cái chỉnh trang hơn, đẹp hơn, và xuất lại cho những cái nước nào có nhu cầu, thì trong đó cũng là Việt Nam chúng ta là một trong những nước có nhu cầu đó. Cho nên là đó là cách làm ván ép, cũng như là ở đây người ta có thể lấy cái những tấm gỗ đó người ta làm giấy ha, làm giấy thì cũng khá là phổ biến. Chúng ta thấy những cái thửa ruộng ở đây đang được chín vàng đây, rất là đẹp. Đây thì hiện tại Đức Phúc Trần Channel vẫn đang đi trên đường là Thái Nguyên Chợ Mới nha. Và ở đây còn cách Bắc Cạn khoảng 36 cây số nữa. Tuyến đường này thì đi cặp với con sông này, chính là con sông Cầu. Đây là con sông Cầu nha, nơi mà đã có cái nguồn cảm hứng cho nhà sĩ Phan Lạc Hoa đã sáng tác bài hát được mang tựa đề đó Tình Yêu Trên Dòng Sông Quan Họ đó. Đây, chạy sọc con sông Cầu. Đây, những chỗ người ta phơi ván này để người ta xuất sang Trung Quốc làm ván ép đây. Đây, Đức Phúc Trần Channel đang đi trên đường quốc lộ 3 rồi. Đây, trở lại với công đường quốc lộ 3. Và ở đường quốc lộ 3 này thì đường rất là ok. Tuy nhiên thì nó hẹp, chỉ có hai làn xe như thế thôi, cho nên là xe cũng không chạy được với tốc độ cao. Và cái đường này thì nó cứ song song với con sông Cầu, cho nên là rất tuyệt vời, rất là đẹp. Bên tay phải màn hình đó là con sông Cầu, và bên tay trái là dãy núi.
Hiện tại thì Đức Phúc Đoàn Channel đang đi ngang qua đoạn đường quen thuộc mà tất cả những hướng dẫn viên cũng như tài xế thường dừng chân ở đây đây. Tức là đây là khoảng cách Bắc Cạn khoảng 15 cây số nữa theo hướng từ ở khu vực của Thái Nguyên về Bắc Cạn. Thì ở đây là hai bên đường họ bán rất là nhiều các loại bánh cũng như là những cái đặc sản quen thuộc ở đây. Thứ nhất là cơm lam, thứ hai là bánh giò, thứ ba là bánh củ chuối, thứ tư là bánh trứng kiến, hay là măng chua, hay là miến rong, hay là ớt ngâm chua vân vân. Thì đây là cái khu vực mà đó chúng ta thấy hai bên đường rất là nhiều các hàng quán của người dân địa phương họ bán về những đặc sản ở đây. Mà thường thì tất cả những xe du lịch họ sẽ dừng chân lại để cho khách nghỉ giải lao, vệ sinh, restroom và mua sắm.